chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh Ăn Vặt Sài Gòn Du Lịch. Nay mình có ghé đến hàng heo quay Kim Mai vào buổi sáng này. Quay cho heo quay giới thiệu đến cô chú chị bạn cùng đón xem nhé. Cô chú chị bạn ai đi heo quay thì ghé đây mua này. Ở đây ở địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Tứ, phường 4, phường 6 các bạn nhé. Thời gian mở bán từ 6 giờ 30 sáng cho đến 18 giờ. Chị?
250 tổng cộng của chú. Chị ơi, ừ, nó biết gì rồi.
trăm tới ba miếng 200 gram. Cắt chặt ra để nguyên à? Để nguyên, cắt miếng 200 tới 3. Cho con 150 đi cô, thôi 4 lạng. Lấy nhiêu anh? Miếng này lạng 3 miếng. Miếng 2 lạng 3 miếng. Không lấy nhiều có lấy ngọt. Lấy nhiều không nhiều ngọt. Có tiền thôi. Tính tàu bỏ sợ. 2.000 cái gì? Lấy mấy cái 5 cái 10.000. 5 miếng đầu. 5 cái 10.000 lấy mấy cái. Quay và sắp xỉu rồi đó. Quá trời khách. Không kèm. Có 3 cái gì? Dạ. Mấy nhiêu anh? 2 cái. 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 2 cái.
Cảm ơn cô chú chị và bạn rất nhiều nhé.